giá cà phê được chúng tôi cập nhật lúc 4 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2024. Kênh cập nhật giá hai lần ngày và đưa thông tin mới nhất đến với người xem. Lưu ý các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá cà phê hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2024, giá Arabica tăng mạnh, thị trường hoảng sợ trước tín hiệu từ Brazil. Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới hôm nay đảo chiều tăng mạnh trên hai sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn Ice Futures Europe, giá cà phê Robusta giao tháng 9 năm 2024 tăng 0,94%, đạt 4.424 đô la tấn. Tương tự, trên sàn Ice Futures Earth, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2024 cũng tăng mạnh 2,63%, đạt mức 242,15 Earth Centauri. Theo Bloomberg, giá cà phê Arabica trở lại mức tăng mạnh nhất sau gần một tháng giảm liên tục nhờ dự báo thời tiết lạnh hơn ở quốc gia sản xuất hàng đầu Brazil đã thúc đẩy người rang xe mua vào. Thời tiết lạnh hơn ở Brazil đã khiến các nhà đầu tư hoảng sợ và buộc một số người phải đóng các vị thế bán khống. Mặc dù các chuyên gia khí tượng đã làm dịu đi những lo ngại này, khẳng định rằng tác động thời tiết thực tế có thể không nghiêm trọng như dự báo ban đầu. Báo cáo cốt tờ mới nhất ngày 30 tháng 7 năm 2024 về vị thế của các nhà giao dịch từ thị trường cà phê Arabica New York cho thấy các công ty quản lý quỹ Manet and hiện đang nắm vị thế mua, đã có con số giảm vị thế của họ xuống 7,17% để đăng ký vị thế mua mới ở mức 54.452 lô. Trong cùng thời gian, thành phần đầu cơ phi thương mại cũng đã giảm vị thế mua rồng của họ xuống 4,93% để đăng ký vị thế mua rồng mới là 41.570 lô, tương đương với 11.784.911 bao. Theo báo cáo từ Tổ chức Cà phê Quốc tế ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6 đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 đã tăng 10,1%, đạt 6,2 triệu tấn. ICO cũng duy trì dự báo về nguồn cung cà phê toàn cầu ở mức thấp hơn 5,83% so với năm trước với tổng cộng là 178 triệu bao cho niên vụ cà phê 2023-2024. Dự báo về mức tiêu thụ toàn cầu cho niên vụ 2023-2024 được giữ nguyên ở mức 177 triệu bao tăng 2,25% so với năm trước. Hợp tác xã cà phê lớn nhất thế giới Su Bé tại Brazil đã công bố báo cáo trong tuần này rằng họ kỳ vọng sẽ nhận được lượng cà phê được mùa theo chu kỳ 2 năm một lần với số lượng 6,8 triệu bao cà phê từ nông dân thành viên. Báo cáo cũng dự báo lượng xuất khẩu cà phê trong năm tới của hội viên sẽ đạt khoảng 5,5 triệu bao. Trong khi đó, công ty tư vấn Sapra và Meca do dự báo Brazil sẽ sản xuất 66,04 triệu bao, loại 60 kg trong niên vụ 2024-2025, từ tháng 7 năm 2024, tháng 6 năm 2025 từ mức 70,37 triệu bao ước tính trước đó. Các tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu cà phê của nhiều thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc đều tăng do nhu cầu tăng và giá ở mức cao. Theo Eurostat, kim ngạch nhập khẩu cà phê của EU từ thị trường ngoại khối trong năm tháng đầu năm 2024 đạt 4,93 tỷ ơ, tương đương 5,36 tỷ đô la tăng 35,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu cà phê của EU từ Việt Nam ghi nhận mức tăng cao 71,5%, đạt trên 1 tỷ ơ, tương đương 1,1 tỷ đô la thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU từ thị trường ngoại khối tăng mạnh, từ 16,1% trong năm tháng đầu năm 2023 lên 20,35% trong năm tháng đầu năm 2024. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong năm tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê đạt 3,41 tỷ đô la tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 226 triệu đô la tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ chiếm 6,62% trong năm tháng đầu năm 2024, cao hơn so với thị phần 5,26% trong năm tháng đầu năm 2023, theo số liệu thống kê từ cơ quan hải quan Trung Quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu cà phê đạt trên 553 triệu đô la tăng 84,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 41,28 triệu đô la tăng 107,1%, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 6,65% trong 6 tháng đầu năm 2023 lên 7,46% trong 6 tháng đầu năm 2024. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong các tháng còn lại của quý 3 sẽ giảm do nguồn cung thấp. Đến tháng 10, khi vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024 đến 2025 bắt đầu thì nguồn cung cà phê mới tăng trở lại. Theo ước tính, 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 964.000 tấn, trị giá gần 3,54 tỷ đô la giảm 13,8% về lượng nhưng tăng 30,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiên vụ 2023-2024, sản lượng cà phê của Việt Nam ước đạt 1,47 triệu tấn, mức thấp nhất trong 4 năm, giảm 20% so với niên vụ 2022-2023. Số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 nhiều khả năng sẽ vẫn giảm do yếu tố thời tiết không thuận lợi. Như vậy, nếu không tính lượng hàng tồn kho của năm trước chuyển sang, Việt Nam sẽ chỉ còn khoảng 200.000 tấn để xuất khẩu từ nay đến tháng 9. Dù vậy, ngành hàng cà phê Việt Nam sẽ được hưởng lợi về giá. Theo Bloomberg, giá cà phê Robusta toàn cầu sẽ biến động theo xu hướng tăng mạnh và kéo dài do lo ngại nguồn cung khan hiếm từ Việt Nam. Theo nhận định thị trường, giá cà phê sẽ vẫn tăng cho đến giữa năm 2025 do tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ những vùng trồng chính. Còn theo Tổ chức Cà phê Thế giới, ICO, thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu cà phê Robusta lên tới 35 triệu bao, 60 kg mỗi bao vào năm 2040. Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng rải rác 300 đến 500 đồng kg tùy vùng trồng, qua đó đưa mức giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 120.700 đồng kg tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk tăng 500 đồng mỗi kg, lên mức 121.000 đồng mỗi kg, là giá thu mua cà phê cao nhất tại khu vực Tây Nguyên hôm nay. Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng tăng nhẹ 300 đồng mỗi kg, đạt 120.300 đồng kg. Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai cũng tăng nhẹ 300 đồng mỗi kg, đạt 120.800 đồng kg. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông cùng mức tăng 300 đồng mỗi kg, lên 120.800 đồng mỗi kg.